Xin chào quý vị nhà đầu tư đã đến với kênh Đầu tư từ đâu. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư các bước để nộp rút tiền ký quỹ trên web Smart One. Các bước hướng dẫn như sau. Bước 1. Nhà đầu tư đăng nhập web smartone.vps.com.vn, sau đó chọn tiện ích nộp rút ký quỹ. Bước 2. Lựa chọn điều khoản đuôi 8. Để nộp tiền ký quỹ, nhà đầu tư nhập số tiền cần nộp, sau đó ấn tiếp tục. Hệ thống sẽ thông báo giao dịch đã được ghi nhận thành công. Tương tự, để rút tiền ký quỹ, nhà đầu tư nhập số tiền cần rút, sau đó nhấn tiếp tục.